Tùng á, nó chạy tới cái lúc đó đâu là khoảng 6 giờ mấy, 6 giờ mấy, tức là trời vừa sụp tối. Tùng đó nó chạy tới cái đoạn đường đó đó, chỗ mà mấy cái bụi tre đó, nó gặp đứa gái. Cái Tùng đó, nó chạy chậm 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 lại, nó thấy nhỏ này đứng đứng có vẻ đón xe. Dân chạy xe ôm cả chục năm trời kinh nghiệm mà. Con nhỏ này đứng làm như có vẻ đón xe. Mà thằng Tùng nó sau này nó mới chực nhớ các bạn, chứ lúc đó nó không có quan tâm nữa. Trời ơi trời, như ban đêm mưa hôm mà đội nó nón lá sụp sụp vậy đó. Nè, Tùng thấy dốc dáng đứa gái rõ ràng, Tùng thấy gái nhìn lắm. Nhỏ này đứng làm như giống đón xe, cái Tùng nó chạy chậm lại. Là khi gần tới đó, cái nhỏ này nó nhìn Tùng, Tùng thấy mặt rõ ràng, thấy gương mặt rõ ràng luôn là người ta chứ không phải ma quỷ gì. Để mà đội nón thấy ghê. Thằng Tùng nghe, thằng Tùng nói trong bụng như đó các bạn, trời tối rồi nè. Nhỏ nó bước lại à, nói với Tùng rõ ràng: em đi lên đoạn đường kia, em đi lên đoạn đường kia. Thằng Tùng nghe rõ ràng là chở giùm em đi lên cái đoạn đường Đà Nẵng đó. Thằng Tùng nó nói trong bụng đó, nó nói à, tôi cũng đi về tuyến đường này nè, thôi bây giờ lên đi lấy giá rẻ thôi ha. Thí dụ như mà đường gần quá tôi cho có gian chứ không có lấy tiền. Cái nhỏ đó leo lên, còn Tùng nó ác leo lên mà chiếc xe nặng rõ ràng, leo lên chạy chạy chiếc xe phuộc nhúng rõ ràng luôn. Tùng đuối lên dịnh Tùng đàng hoàng mà. Đã, lên ôm Tùng chạy, cái chạy tới cái khúc nhà, cũng cái dãy nhà đó khoảng chừng mấy chục cái nhà trong quê mà, nguyên một dãy đó các bạn, có mấy chục cái nhà, cũng nhà lá nhỏ nhỏ. Cây gần tới dãy nhà đó, cái nhỏ đó nó kêu, nó khều khều Tùng đó, dừng xe lại. Tùng đó, nó dừng xe lại đó, cái Tùng nó nói thôi đi, đây đó đâu có khúc đường nó có nhiêu đâu, thôi đi tôi không có lấy tiền ha. Cây Tùng đó mới chạy về. Cây qua đâu đó là mấy đêm, mấy đêm sau đó, lúc đó khoảng chừng là 8 giờ mấy tối. Tùng nó ở nhà với vợ nó đó, đó. Cái thằng Tùng nó thấy, nó nhìn ra ngoài đường đó, nó thấy bóng người đi ngang đó, đi qua đây hồi cái đi ngược trở lại. Thằng Tùng nói trong bụng, cái thằng Tùng nó giật mình đi, thằng Tùng nó làm như cái bóng này quen quen nè. À, cái thằng Tùng nó mới bước ra ngoài, nó bước ra cái hàng rào của nó các bạn, là nó thấy nhỏ đó, thấy dốc dáng nhỏ đó chứ chưa thấy mặt ban đêm. Mà cái nhỏ đó nó quay lại vậy đó, nó gặp thằng Tùng nữa. Tùng mới hỏi, trực hỏi hỏi như sao mà đi đi đâu giờ này, bộ kiếm xe ôm hay gì ạ? Cái nhỏ đó nó gạt đầu. À, cái Tùng đó hỏi bộ bây giờ tính đi về trên nhà trên đó nữa phải không? Nè, cái Tùng mới nói giá cả xong vậy đó các bạn, cái nó mới chịu đi. Tùng đó, nó vô dắt xe ra, nó nói với vợ nó thôi bây giờ có người khách đi lên trên kênh trên kia kìa, chừng có mười mấy cây số à, tôi chạy một chút về tới rồi. À, cái thằng Tùng dắt ra, thằng Tùng dắt xe ra, nó chở nhỏ đó về chợ. À, nó đưa nhỏ đó về gần tới cái dãy nhà đó đó các bạn. À, nhỏ đó đó nó mới kêu thôi dừng lại đi, để còn chút xíu nữa em lội lại đằng kia được, còn chút xíu nữa em lội lại đằng kia được. Nè, cây nó bước xuống, nó trả tiền đàng hoàng, gì mới ghê, trả tiền đàng hoàng luôn. Cây thằng Tùng nó chạy về đâu là chừng là 5 7 bữa sau gì đó, Tùng á nó cũng đang mà chắc tối đó, lúc đó đâu là khoảng hơn 9 giờ tối. À, Tùng đang xem tivi với vợ nó trong nhà đó, cái tự nhiên Tùng nó gợn 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 mình mấy chân, nó gợn gợn cả bà đó giọng không mà biết chừng nào, ví dụ như gió lạnh hoặc ớn ớn chuyện bình thường. Tùng nó vẫn xem tivi vậy nè. Cái cứ gợn gợn hoài cái đó, cái Tùng mới quay mặt qua nó nhìn ra ngoài đường, nó coi coi có mưa gió gì không mà làm như sao có hơi lạnh. À, Tùng quay ra, quay hồ đó thấy cái bóng nhỏ đó đứng ngoài hàng rào á. Tùng giật mình, Tùng nói trong bụng nó nói: ý, nhỏ này bộ nó đi mằn ăn gì mà sao mà nó lại thường hay xuất hiện đây vậy trời. Cái Tùng nó bước ra ngoài, nó hỏi sao mà sao đi công chuyện gì hay đi mà ăn cái gì mà giờ này còn ở đây. Đây nhỏ đó đã nói em đi ở bên chợ, em đi ở bên chợ đó rồi chở xe rồi về chở, anh đưa em về chỗ nhà bữa hổm, anh đưa em về chỗ nhà bữa hổm. À, có nghĩa là nó nói nha,
nó đi mua bán gì bên chợ đó, nó về trễ mà lỡ chuyến xe rồi, bây giờ nó nói nó quen biết Tùng rồi là nhờ Tùng trở về trả giùm. Tùng nghe rõ ràng đây, Tùng vô dắt xe ra đưa nữa mấy lần rồi, cái vợ Tùng nó mới la, nói làm cái gì con nhỏ đó, con nhỏ đó mắc dịch mắc gió gì mà ban ngày nó không đi sáu lửa ban đêm đi hoài cái không à, gọi bây giờ ông bỏ mẹ cho nó lội bộ về đi, là có gì mà lần nào cũng dắt xe ra đưa chứ hả. Cày Tùng á, nói trời ơi làm gì làm ăn khó không, nó như trên nhà trên kênh ở trong chổng nó kênh mười mấy nó cách đây chừng chục cái số như vậy, tôi chạy cái hụ cái tới rồi nhà nó trên cái dãy nhà trên á. À, cái vợ thằng Tùng đó lằng nhằng hoài. Tùng nói trời ơi dòng đây đó hù xe cái tới rồi chứ không lẽ bỏ người ta ban đêm hôm ta lỗi mình nên tội nghiệp, giờ đi kiếm xe đâu, nhỏ nhỏ gái nó để tội nghiệp nó. Cái Tùng nó dắt chiếc xe ra nó chở các bạn, mà lạ có một cái đó, nó leo lên là chiếc xe nó chìm xuống liền, nó nhúng cái phụt xuống liền đấy. Nó lên nè, mà Tùng nó thì dòng tánh đàn ông mình không trách nha các bạn, tánh đàn ông không trách, đó là máu đàn ông. Nó lên nó cũng ngồi sát gạt Tùng nữa. Sao Tùng nói lại nó cũng kê kê thằng Tùng cái cảm giác đấy, cảm giác mềm 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 sau cái lưng đấy. Tức là cái cảm giác cái vú nó giữa đấy các bạn, không cái đó là tánh đàn ông, bất kỳ con người nào cũng vậy hết các bạn, trong câu chuyện nó lại vậy đó, không trách Tùng. Nó dựa dựa thì nó phê thôi, đó là quy tắc tự nhiên rồi, đó là tạo hóa ban cho rồi. Cây Tùng cũng khoái lắm gái mà. À, Tùng chạy. À, Tùng bắt đầu lúc này cũng là quen biết rồi, Tùng lúc chạy đó mới hỏi chuyện qua lại chẳng hạn như mua bán bằng ăn gì bên chợ mà sao hay về trễ quá gì đó các bạn. Cái nó nói đó em bán rau, em bán rau với mẹ, em bán rau với mẹ thường em đi về với mẹ, mẹ về sớm rồi. À, có nghĩa là thường thường đi chung với mẹ nó, mà mấy lần này mẹ về sớm trước rồi nó còn ở lại quán trễ. Lần Tùng nó hiểu trong bụng vậy đó các bạn, vừa chạy vừa nói chuyện đó, nó lai gai hồi cái tới nhà nó, gần tới nhà nó chứ không phải là tới nhà nó hay các bạn, gần tới nhà nó cái nó kêu thôi dừng lại để còn chút xíu nữa em lội bộ về đặng được, chút xíu để em lội bộ về đặng, chút xíu để em lội bộ về đặng được à, vậy đó ha. Cây nó mới móc tiền nó cũng trả cho Tùng gì đàng hoàng đó. Tùng á nó mới nói thôi đi, tôi lấy ít thôi, lấy tiền xăng lại thôi. À, thí dụ như mà chừng nào có lỡ xe gì đó cứ qua kêu tôi, nhà tôi bên ở chỗ đó đó. Bây giờ biết rồi ha, biết nhà tôi rồi phải không? Thí dụ như mà sau á, sau có mà lỡ xe gì đó là cứ lại đó kêu. Tôi đêm nào tôi cũng phá cửa gào chân á. Cứ lại đứng ở ngoài kêu đi. À, tôi nghe tôi đi ra hà. À, Tùng nó nói với cô gái vậy các bạn. Cây cô gái cũng móc tiền trả thằng Tùng, móc tiền trả đàng hoàng tiền thiệt luôn. Cây cách đâu mấy đêm thằng Tùng nó siêng lắm, mấy đêm nè, mấy đêm cái vợ thằng Tùng á, vợ thằng Tùng nó bước ra ngoài đó, nó giật mình, nó nói sao mà sao là khoảng 10 giờ tối rồi à, bữa nay ổng không khóa cái cửa rào. Cây vợ thằng Tùng bước ra trước đó khóa cửa rào, vợ Tùng nó thấy nhỏ gái đứng đứng ở cạnh chỗ mé sông đó, làm như là đang chờ ai đang đón ai. À, cái vợ Tùng đàn bà mà, tính đàn bà mà, để ý rồi, để ý hôm nay thấy giống nhỏ này quá trời. Cái vợ Tùng mới chạy vô kêu Tùng, nói làm như nhỏ đó đứng ngoài đến chờ ông nữa hay bộ có hứa hẹn trước hay dạ hả. À, Tùng nói chạy chờ tôi đâu có quên ai. À, Tùng vừa nói mà vừa đi ra ngoài chỗ hàng rào đó, là đứng thấy nhỏ đó nó đứng bên cạnh bên đó đó. Nè, nó nhìn nhìn qua anh Tùng. Nè, cái vợ anh Tùng chửi không, bây giờ xe thiếu gì, bây giờ đi qua bên cái bến xe đi, chắc có lẽ là có những người ta chạy ban đêm đó, chứ bây giờ không cho ông chạy nữa, bây giờ 9-10 giờ tối rồi mà nhìn trời kìa, trời âm u cho người lỡ giữa đường mưa gió rồi sao vô chổng đường đất đường đá đường sình bùng không rồi sao chạy. À, vợ anh Tùng không cho, không bây giờ không không có chạy nữa, bây giờ cưng cưng đi qua phía bên đó là chị chỉ cho, ở bên thì chắc có người ta chạy đó. À, cây vợ Tùng các bạn lôi Tùng vô, lôi Tùng vô trong. À, vợ Tùng quay lại thấy thấy nó bỏ đi, thấy nó đi đàng hoàng. À, nó đi qua cái cạnh bên vợ Tùng chỉ đó mà không có biết nó đi đâu. Cây bước qua hôm sau đó, hoặc hôm sau nữa đó, 1-2 bữa sau đó các bạn, vợ Tùng đó lúc này cằn nhằn Tùng,
không mấy tôi nghĩ tôi lấy xe lại luôn không cho ông chạy đâu nè. Cái giờ Tùng đó mới nói chuyện với những cái chị em khác, chị em bạn bè đàn bà đó, các bạn đàn bà với nhau đó. Giờ Tùng mới lằng nhằng, giờ Tùng nói có cái con nhỏ nào mà ban ngày nó không đi mà ban đêm nó lại cứ kiếm ông chạy xe hoài. Cái giờ Tùng mới diễn tả vậy vậy đó các bạn, cái mấy bà kia giật mình chứ. Mày mày có hỏi chồng mày nó tên gì không? Cái bảo nói trời trời đừng không, nó đi xe hỏi tên chứ, nhưng mà cái dốc dáng nó vậy đó. Mà nhưng mà ổng có nói với tôi đi về trên kênh mười mấy ở trển đó, nhưng mà chỗ cái dãy nhà khoảng chừng mười mấy 20 cái nhà, chỗ cái dãy nhà đó đó, vợ của ông Tùng đó các bạn diễn tả lại cho mấy chị em bạn nghe đi vô trong kênh đó đó. Trời ơi mấy bà kêu bà nhảy dựng tóc gái chân rồi. Cái mấy bà hỏi cho thiệt kỹ à, mấy bà mới nói không lẽ cái chuyện này có thể xảy ra. Cái khúc đường đó đó là con nhỏ đó đó nó hiện hình mà bây giờ ban đêm không ai dám đi đó. Nó tên Mai, nếu như mà chồng của mày đó chở nó mấy lần chắc có lẽ là có hỏi tên nó đó. Đâu mày thử vậy mày hỏi vậy, nếu như chồng mày nói nó là Mai nó là tới số rồi, nó là Mai lơ mơ nó ám ảnh chồng mày chết luôn. Ngờ. Trời ơi trời, cái vợ của Tùng với các bạn, vợ ông Tùng chạy sớm đó, bà điên dí điên hồn trong mình đi chân. Bà diễn tả nãy giờ đó mấy cái người kia người ta biết câu chuyện trên đó à, cái bà mới chạy riết về nhà, cái kêu Tùng ra hỏi ông chở cái con nhỏ đó mà ông có hỏi tên nó không, ông có hỏi tên không. Cái Tùng nó nói đương không chở khách hỏi tên chỉ chạy à, cái vợ Tùng nó nói hoài vậy đó, nhằn hoài vậy đó. Cái vợ Tùng nói người ta nói hình như nó lạng mai trên cái dãy nhà lá trong kênh mười mấy đó phải không. Cái thằng Tùng nói trời trời biết rồi còn hỏi gì nữa hả hả, trời ơi trời. Vợ Tùng với các bạn, vợ Tùng te ngang mặt mày xanh lét lét nè. Cái vợ Tùng ấy mới nói với thằng Tùng đó, người ta nói con nhỏ đó nó chết rồi mà nó đi xe gì đó, nó hiện hình lên ở chổng nó đón đường người ta hoài đó, cái khúc đó cho ban đêm là không ai dám đi luôn. Vợ Tùng các bạn mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn. Tùng nó nói chuyện qua lại nhỏ đó mấy lần, nhỏ đó nói với Tùng là tên Mai nợ ghê không. Vợ Tùng té xuống giùm Tùng với các bạn, cái lấy chạy đỡ lên lấy dầu gió này, này kia sức không đàng hoàng chứ rồi vậy vậy vậy, vậy, vậy đó. Cái từ bữa đó vợ anh Tùng không cho anh Tùng chạy xe nữa à, mà anh Tùng nó hay ớn lạnh à, Tùng nó ớn 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 lạnh hoài đó. Cái gì vợ Tùng nó nói với vợ nó sao kỳ quá, sao ớn lạnh hoài, bộ bệnh cái gì ớn lạnh liên tục hoài gì đó nữa. Cái vợ anh Tùng đó, cái đêm đó đâu chừng cũng hơn 10 giờ tối, hơn 10 giờ tối thấy nhỏ đó đi ngang rõ ràng, đi ngang trước cửa nhà Tùng. Cái vợ Tùng đó mới cầm cái theo cái cây chổi ra đứng trước cửa đó à, đưa cây chổi ra giữa đường với các bạn, chờ nhỏ này gần tới coi có hiện tượng gì không. Cái vợ Tùng nó thấy nhỏ này từ ở đằng đó thì đang đi lại gần tới, vợ Tùng đó mình mẩy bả lạnh dần dần, bả la ú ớ ớ bả xách chổi bả chạy đó, bả la sùm và đất ra, bả xách chổi bả chạy. Tùng ù ù chạy ra cái mấy nhà gần đó các bạn, người ta hay người ta chạy ra, ta hay ta mở đèn đồ lên nó ta chạy ghía ra ngoài chân là không thấy ai chứ. Không thấy ai chứ. Mà vợ của con Tùng nói tôi vừa thấy nó đằng đó đi lại rõ ràng, làm như nó đi kiếm con Tùng chạy xe nó gì đó. Đó là từ đó đó các bạn, là câu chuyện của thằng Tùng xe ôm nó chở nhỏ đó là người ta mới biết đó, người ta mới nói đó, Tùng ơi Tùng trời ơi trời, cái dãy nhà trên đó là cái con nhỏ đó nó mắc rồi mà nó hiện hình khủng khiếp luôn á, người ta bơi xuồng dưới sông còn xuống có gian đi chở đó, ban đêm là không ai dám đi ngang luôn, ghe người ta chạy đó, người ta còn thấy đứng trên bờ nó quắc đó, nó hiện hình vậy đó.